Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Nếu các bạn là một trong những tín đồ của món măng chua ngâm mà chưa biết cách làm, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách ngâm măng rất là ngon tại nhà. Để làm được cái món măng ngâm tỏi ớt này thì chúng ta cần những nguyên liệu như măng là chính, tiếp theo là ớt sừng, ớt hiểm, muối, giấm, đường, nước mắm, nước lọc và một cái dụng cụ để mình ngâm là cái lọ keo hoặc là cái hộp. Nên mua cái măng còn vỏ như thế này về mình sẽ sơ chế, còn mà các bạn mua cái măng đã cắt lát ngoài chợ về thì muối nó không còn ngon nữa. Các bạn bóc hết cái phần già bên ngoài đi nhé. Cái măng củ nguyên vỏ này lúc nãy mình cân được 1,7 cân, mình đã gọt hết vỏ già bên ngoài thì còn cái lõi trắng non bên trong như này. Một là các bạn dùng dao cắt mỏng, hai là các bạn dùng cái bào sợi các bạn bào rất là mỏng và nhìn rất đẹp các bạn này. Đấy. Còn một chút nữa khó cầm quá thì mình có thể mình dùng dao mình cắt cũng được. Lúc nãy đang nguyên vỏ là 1,7 cân măng, bây giờ mình sẽ cân thành phẩm xem được bao nhiêu các bạn nhé. 600, 605. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ ngâm măng. Cái phần nước ngâm khử măng thì các bạn dùng nước máy ấy, các bạn đổ vào, miễn sao là nó ngập măng là được. Măng 602 lít nước, không cần phải chính xác các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây 2 thìa canh muối ăn, 1, 2. Mỗi thìa 25g các bạn nhé. Một cái vả ăn lẩu để giấm gạo này vào. Mình sẽ khuấy đều cho giấm và muối hòa tan vào măng. Ngâm khoảng tầm 2 tiếng các bạn. Măng lúc này mình đã ngâm được 2 tiếng các bạn. Có vẻ rất là trắng. Bây giờ mình sẽ vớt ra, mình rửa sạch với nước lạnh các bạn. Với lượt ngâm măng đầu tiên bằng nước lạnh thì mình rửa đi rửa lại khoảng mấy nước cho nó sạch. Xong mình sẽ vớt ra một cái rã và trút sang một cái chậu sạch khác. Theo mình sẽ ngâm như lần 1, 2 thìa muối trắng. Một muôi ăn lẩu giấm gạo. Muối này 38ml, mình sẽ lấy nước gạo ngâm vào đây. Tổng cộng là 2,5 lít nước. Việc còn lại là mình sẽ chặn một cái rá hoặc là một cái vật gì đấy để cho măng nó khỏi nổi lên và làm cho thâm cái măng. Ngâm măng này trong nước gạo qua đêm khoảng tầm 12 tiếng các bạn nhé. Sau khi mình đã để măng ngâm qua một đêm, bây giờ mình sẽ vớt ra và rửa lại thật nhiều lần với nước các bạn nhé. Thấy là măng rất là trắng. Sau khi mình rửa đi rửa lại nhiều lần, mình vẩy cho thật ráo nước và mình sẽ cho vào một cái ấu sạch. Rồi, mình sẽ để vào một bên. Mình sẽ đi nấu cái nước ngâm các bạn. Cho vào đây 1 lít nước. 1 lít nước là bằng 1 bát phở này. Muối hạt 10g, mắm 15ml, đường vàng 25. Với cái bản chất măng thì nó đã chua sẵn rồi mà nó còn lên men nữa thì các bạn không cần phải cho giấm vào. Sau khi nấu sôi trở lại thì các bạn sẽ tắt bếp và để thật nguội. Mình sẽ nói luôn là cái dụng cụ mà ngâm măng này thì các bạn sẽ nấu nước sôi và dội bên trong bình để cho nó khử trùng. Sau các bạn để cho thật ráo bình, kể cả cái máy xay này mình cũng dội qua nước sôi để tránh trường hợp mình ngâm măng nó bị lên váng. Gừng 20g, ớt sừng các bạn bỏ hạt cho mình 50g, ớt hiểm đỏ quả to thì các bạn dùng 2 quả, còn quả bé các bạn dùng 3 quả cho vào đây. Tiếp theo là 40g tỏi. Rồi, chỗ măng này đã ráo nước các bạn nhé. Rất là ráo nước. Xay xong nguyên liệu mình cho đây. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng thêm 80g tỏi lát nữa và khoảng tầm 8 quả ớt hiểm đỏ loại nhỏ nhé. Rồi, các bạn trộn đều đi. Mình đảm bảo cái nước ngâm này thật nguội mình mới đổ vào đây các bạn nhé. Cho vào một cái lọ hay một cái hộp mình đã tiệt trùng các bạn nhé. Rồi, mình sẽ đậy nắp lại, đợi trong 3 ngày hoặc 5 ngày với nhiệt độ phòng thì các bạn sẽ sử dụng được. Như vậy là nhân vật chính của chúng ta là lọ măng chua đã được 3 ngày. Cái này mình không phải giới thiệu nữa, ăn như thế nào là tùy các bạn nhé. Mình có hành mùi, một ít hành tây. Đây là lọ măng trắng của mình. Mình ăn kèm với bún phở. Thì ăn kèm với các loại bún phở, cháo miến, hủ tiếu thì có nhiều loại. Như mình ở đây mình có măng của người đồng bào dân tộc mình mua về mình tự muối. Tỏi xanh, tỏi lá bơ của Trung Quốc mình cũng ngâm để ăn mì, ăn phở. Ớt cây xanh của Trung Khánh.
Đây là tương ớt mừng khương. Tương ớt này dành cho ăn phở là phần chính. Đáng ăn loại này phải có sa tế, nhưng mình không có sa tế thì mình ăn cùng với tương ớt cũng được. Mỗi loại gia vị nó sẽ tương ứng và ăn bún phở khác nhau, nên là mang lại hương vị khác nhau các bạn nhé. Đây là một bát bún sốt vang, trong kênh của mình cũng đã hướng dẫn làm rồi. Làm những cái loại này sẵn mình bỏ trong tủ lạnh, ở nhà mình sẽ sẵn ăn với phở gói, mì gói, miến gói, vân vân. Biết là cái măng này rất là độc, nhưng mà không có nó thì thiếu một cái gia vị đấy các bạn, ăn sẽ không ngon. À, xin mời quý vị và các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Măng hôm nay là hơi chua chua nhẹ, ăn rất là vừa phải. Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái cách muối măng tại nhà này. Video của mình đến đây cũng xin phép được khép lại. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Cuối cùng, mình xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.